Long ca, Long ca, Long ca, Long ca, Long ca, xin chào mọi người. Long ca, Quang Hinh vẫn là hiện trường. Đặng Ba vào hiện trường, tất cả không được xảy ra vấn đề. Rõ. Long ca, Long ca, Long ca, hay, hay lắm. Long ca, Long ca, trong đám người bắt những kẻ tình nghi. Nhận. Long ca, cố lên. Long ca, cố lên. Hay, hay lắm. Long ca. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chọn vài bạn fan lên đây. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn vài động tác. Tôi. Đợi đã. Xác nhận trước rồi nói. Nhận được. Ok. Thiếu Thất Sơn, Cổ Phong, Đường Lập Hạ, mong được chỉ giáo. Minh tinh công phu quốc tế, A Long. Tiểu cô nương, chơi thật à? Ok. Long ca, cố lên. Đồ dởm. Cô lại. Thiếu Thất Sơn, Cổ Phong, Đường Lập Hạ. Cô lại, mà dám đánh lén tôi. Vệ sĩ, ngăn cản cô làm loạn. Ai làm loạn chứ? Mau xuống dưới. Xuống thì xuống, ai thèm ở đây. Quang Hinh, mau đưa kim chủ đi. Mau lên. Rút. Đặng Ba, mau đưa người đi. Mời mọi người thưởng thức quyết đấu võ thuật đặc sắc. Long ca tiếp theo sẽ chuẩn bị cho các bạn một tiết mục khác. Không thèm chơi với cô. Đặng Ba, chuyện gì vậy? Một đứa mê võ. Cảnh báo đã được giải quyết. Fan gặp mặt sẽ bị người khác để ý. Bây giờ còn tâm trạng nghỉ ngơi. Hắn vốn dĩ không tim không phổi, còn ham sắc. Vệ sĩ của ban nguyên tắc nghiêm cấm chê trách kim chủ. Giữa các nhiệm vụ không được có tạp niệm. Lâm Quang Hinh, cảnh báo cô một lần. Người ở đây phức tạp, kim chủ lại từ chối vì chúng ta bảo vệ bên cạnh. Vì vậy chúng ta phải nâng cao tinh thần lên 200%, không được để xảy ra sai sót.
Long ca, anh cũng không nhớ em. Ai nói chứ? Anh nhớ em, tới biển cũng cạn, đá cũng mòn. Anh chỉ giỏi lừa người thôi. Anh lừa em hồi nào chứ? Đặng ba, mau hành động. Kim chủ gặp nguy hiểm. Đã rõ. Đại ca, đại ca ở kia. Làm chút chính sự đi. Đi. Chơi à? Lãng mạn ghê. Nghỉ lễ Roma sao? Mấy người lại? Có biết tao lại không? Mày lại? Mày là... là con rùa thuộc đầu. Ờ hay. Hôm nay tao nói cho chúng mày biết, tao chính là minh tinh công phu quốc tế Long Ca. Mày đừng chọc tức tao. Long ca, nhìn thấy hai quân đệ của tao chưa? Chúng ta như vậy nhá. Nếu như mày đánh thắng hai chúng nó, chúng ta như vậy, nhìn thấy chưa? Cái mũ màu xanh này tao đội, tao ngoan ngoãn đội, tao đội lên. Còn nếu như mày thua thì sao? Hai vị mời xuống kia làm mồi cho cá. Mấy người lại? Bọn tao lại. Mày vẫn chưa nói cho nó biết tao là ai à? Mày ngồi xuống. Ngồi xuống. Làm sao? Ở nhà mặc áo bông, ra ngoài mặc cái này à? Được rồi, tao nói cho mày biết, tao lại. Nó là của tao. Hiểu chưa? Mày là của huynh đệ của tao. Mày muốn đấu hội đồng hay là chúng ta đấu xe? Tao cho mày thêm một cơ hội. Đưa người của mày cút mau đi. Nếu không tao cho mày biết, tao thật sự tức giận rồi. Tức giận à? Mày tức giận cơ? Tức giận cơ à? Còn nổi giận kìa. Mày nổi giận cái gì? Muốn chơi thật à? Tao nói cho mày biết, Long ca tao lăn lộn trong giang hồ cũng không phải chỉ là hư danh. Hai vị đại ca, đánh người không đánh mặt, để mặt còn kiếm cơm chứ. Tôi không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Long ca, Long ca, làm gì vậy? Làm gì? Không nhìn thấy Long ca còn khô ráo à? Anh em, bổ nước cho Long ca đi. Làm gì vậy? Ở đây là bến tư nhân, không được dừng thuyền. Mau rời khỏi đây. Anh bạn, tôi là khách quý của ông chủ. Khách quý gì chứ? Ông chủ tôi không có khách quý gì hết. Đi, đi mau đi. Có tin tao giận dỗi một cái là mày bay luôn không? Nào nào, mỹ nữ, để tôi kéo cô lên. Quang Hinh, đừng lề mề. Kim chủ gặp nguy hiểm, mau lên. Đã biết. Cái gì vậy? Thế nào? Rượu mời cũng uống, muốn uống rượu phạt. Đáng đời.
sảng khoái không? Cứu mạng. Long ca, đây là Long ca, nhìn thấy chưa? Long ca, đây là Long ca đấy. Đừng, đau, đau, tha mạng, tha mạng. Tha mạng, đừng mà, đừng dội. Tôi tự mình làm, tôi tự mình làm. Người đẹp, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hai người đứng là không có sức à? Tôi còn chưa kịp phát huy. Cô xem, để đám tiểu tử đó chạy thoát. Được rồi, Long ca đưa hai cô đi tham quan. Chờ tôi. Cô gái, không được vào. Đứng lại, đứng lại. Cháu tìm người, tìm ai? Cháu tìm chú Quy Triệt của cháu. Đứng lại trước. Cuộc đua ngựa lần này là bước quan trọng để tập đoàn có thể đứng trên vị trí quốc tế. Theo tin tức đáng tin cậy, đã có vài công ty bên ngoài đặt cược trận đấu này. Bọn chúng quen dùng mánh khóe để đối phó với đối thủ. Tôi đã yêu cầu phụ trách an toàn cho quốc hiệp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp ở trên trường đua. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Bắt lấy nó. Đứng lại, không được chạy. Không được chạy. Chạy vào đó rồi, mau lên. Đứng lại, không được chạy. Bắt lấy. Đứng lại, không được chạy. Chú Quy Trì, cháu là Lập Hạ. Cháu là Lập Hạ. Cháu là Lập Hạ. Thật sự là cháu sao? Chú Quy Trì, để chú xem, lớn như vậy rồi. Chú nhớ lần đầu tiên gặp cháu, cháu cao như con khỉ. Nào, qua đây ngồi đi. Cháu nói đi, núi Thiếu Thất xa như vậy, một mình cháu xuống núi, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Sư phụ bảo con xuất sư rồi. Lần này cháu xuống núi chính là muốn đi xông pha giang hồ, sau đó làm gian danh Cổ Phượng Đường, sau đó kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những người giống cháu. Cháu cái gì cũng không hiểu, sao có thể xông pha giang hồ? Ở lại với chú, giúp chú. Chú đã giúp cháu nhiều rồi, lần này cháu muốn dựa vào bản thân. Được rồi chú, cháu đi nha, lần sau tới thăm chú. Lập Hạ, đợi đã. Sao vậy? Chú, bỏ đi bỏ đi. Đừng mà chú. Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng. Chú gần đây gặp chút phiền phức. Được rồi, chú nói cháu biết gặp phiền phức gì. Bây giờ vẫn chưa tiện nói, nhưng chú đã cảm nhận được. Có thể làm gì cho chú Quy Trì. Thực ra cháu rất vui, nhưng mà cháu sợ cháu làm không tốt. Nếu như cháu không được thì được. Được rồi, ngày mai chú đi trường đua ngựa, hay là cháu đi chung đi? Trường đua ngựa à? Lập Hạ, quần áo Tiểu Trần mua cho đâu? Sao lại không mặc? Bộ đó quá bạo rồi, mặc lên không cử động được.
vẫn nên mặc đồ thể thao, có thể chạy, có thể đánh nhau. Được rồi, quay về chú bảo Thử Trần mua cho cháu mấy bộ quần áo thể thao. Không cần đâu chú. Nào, đừng đứng đó nữa, qua đây ngồi đi. Cháu không ngồi, cháu là vệ sĩ, cháu phải quan sát. Được rồi, mau qua ngồi đi. Chú à, cháu đâu phải trẻ con, cháu phải có quy tắc. Hơn nữa, vệ sĩ nhà người ta toàn đứng, trên TV đều như vậy. Được rồi, cháu lớn rồi, không nói nổi cháu, tùy cháu vậy. Tổng tài, trận đấu sắp bắt đầu. Được rồi, chúng ta thấy trận đấu đã bắt đầu. Đến thứ nhất là Liên Hoa, đến từ tập đoàn Đông Thần. Số 2 là Tiểu Phi Nhân. Số 3 là Cơ Khí Mão. Ba con ngựa đang tranh đấu vô cùng gay gắt. Trước khi tìm được quán quân, Lưu Minh lại không thấy hình bóng. Tìm được rồi, hóa ra Liệt Diễm vừa ra khỏi cửa đã mất khống chế. Không hay, Liệt Diễm có chuyện rồi, tình hình rất nguy hiểm. Chúng ta nhìn thấy khán giả ở hiện trường đang rất căng thẳng. Lưu Minh, cố kiên trì đi. Cậu không chiến đấu cho mình cậu đâu. Lưu Minh, cố lên. Không hay rồi, Liệt Diễm ngã rồi. Lưu Minh hình như bị thương. Đáng tiếc quá, kỳ thủ Lưu Minh, quán quân kỳ 3 đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Sau chuyện này chúng tôi phát hiện móng ngựa đã bị người ta đâm một cây kim có độc. Theo tình hình của trận đấu, độc ở trên kim rất nhanh chóng vào hệ thần kinh của ngựa, khiến cho con ngựa phát điên. Không may hơn là Lưu Minh kỵ sĩ mùa trước đã quán quân của chúng ta, cũng vì vậy mà trọng thương. Anh Quý Trị, lần này mời mọi người tới là muốn bảo vệ anh Lưu Binh. Ngài yên tâm, an toàn của anh ấy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đương nhiên tin năng lực của mọi người, nhưng mà Lưu Binh đã không thể tham gia thi đấu. Tôi mời mọi người tới là muốn bảo vệ ba kỳ thủ còn lại, cho nhà tổng xem người mà bọn họ phải bảo vệ. Ba kỳ thủ này và Lưu Binh giống nhau, đều là người tôi coi trọng. Thành tích ban đầu của họ rất tốt, là tiền tam giáp. Chúng tôi cần tài liệu chi tiết của ba người họ, sở thích, hứng thú, gia đình và quá trình thi đấu. Không thành vấn đề. Tiểu Trần, đưa hai cô gái này đi lấy tài liệu. Tôi và Nhạc Tổng cần nói chuyện riêng. Quý Trị tiên sinh, nhiệm vụ lần này chắc không đơn giản là bảo vệ kỳ thủ. Nhận được tin tức, bên ngoài có rất nhiều tổ chức xung quanh bắt đầu mở đĩa. Người nước ngoài tôi không sợ, bọn chúng không dám tới gây chuyện. Tôi lo lắng là người của mình. Anh muốn chúng tôi trong quá trình bảo vệ còn phải giám sát ba người này. Nhưng mà tìm được hung thủ là trách nhiệm của cảnh sát, cái này tôi biết. Nhưng mà trận đấu này đối với tôi rất quan trọng. Phía cảnh sát một khi gia nhập chắc chắn sẽ khiến người khác hoang mang. Không chỉ tổn thất tới Đông Thần, hy vọng lần này hành động của các anh đừng để bại lộ, tránh gây nên lo lắng cho họ. Bảo vệ trong âm thầm được, không sao. Nhưng mà vấn đề giám sát để tôi suy nghĩ thêm. Rất tốt. À phải, Nhà Tổng, tôi vẫn còn điều muốn nói. Ngài nói đi. Tôi có một đứa cháu gái mới đến đây nhờ tôi, đã từng luyện võ mấy năm, vừa mới gia nhập xã hội. Tôi lo lắng nó sẽ ra chuyện ngoài xã hội. Cậu xem có thể cho nó tới công ty luyện tập một chút không? Đúng lúc công ty tôi đang thiếu nhân tài. Nhưng mà chuyện tiền lương thì... Cái này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp một năm tiền lương gửi trước cho cậu. Người làm chú như chú đúng là có lòng. Hết cách rồi. À phải, cho anh thêm một tấm danh thiếp. Đợi cô ấy về thì báo cô ấy tới tìm tôi. Cảm ơn Nhà Tổng, làm phiền rồi. Chính Vũ, vừa nãy Quý Trị tiên sinh đã nói gì với anh? Cũng không có gì, chỉ là muốn giới thiệu cháu gái của ông ấy tới quốc vệ chúng ta. Em không đồng ý. Doanh nghiệp vệ sĩ bắt buộc phải trải qua tập luyện ít nhất 3 tháng. Không thể vì tiền mà làm mất đi danh tiếng. Không chừng người ta là cao thủ, cho dù nể mặt Quý Trị tiên sinh, chúng ta cũng phải gặp người ta chứ. Được rồi, thử là biết.
Làm gì vậy? Tôi tới tìm Nhạc tổng. Là cô à? Cô là nhân viên của công ty. Hai chúng ta trước đây đã từng giao đấu. Tôi là Lập Hạ. Đặng Ba, chuyên viên vệ sĩ của vệ quốc. Súng này của cô à? Những cây súng này chỉ là mô hình. Súng không phải để chơi, mà là để giết người. Đi thôi, tôi đưa cô đi gặp Nhạc tổng. Theo tôi. Chính Vũ, đưa người tới rồi. Lập Hạ, 20 tuổi, 1m65, cân nặng 45kg, vai rộng 55, chân dài 90, sở thích trượt dáng, thích Thiếu Lâm Quyền, tính cách hoạt bát, hướng ngoại. Sao anh biết rõ như vậy? Đoán đi. Tặng cô. Xin chào. Xin chào. Tổng giám đốc công ty Vệ Quốc, Chính Vũ, Cổ Phong Đường, Lập Hạ, sở thích luyện võ. Có thể buông tay rồi. Đến chỗ tôi, không cần căng thẳng, cứ nói chuyện tự nhiên. Dừng, uống nước đi. Tôi không cần, cảm ơn. Không sao, uống nước đi, thật sự không cần. Cảm ơn. Phản ứng rất nhanh. Cũng tạm. Sư phụ nói rồi, thiên hạ võ công phải nhanh. Quang Hinh, đưa Lập Hạ đi tham quan công ty. Ok, không thành vấn đề. Đi cùng cô ấy. Dừng. Chị à, chị xin thật. Thế nào? Đánh nhau về tốc độ phản ứng không thành vấn đề, nhưng năng lực thay đổi theo hoàn cảnh cần phải theo dõi. Cứ thử đi. Năng lực đánh nhau không thành vấn đề, kỹ năng ngụy trang hiểu nhiều không? Tôi đánh nhau không thành vấn đề. Ngụy trang thì người trên núi không ai có thể tìm được tôi. Bảo bối, chúng ta đang ở thành phố, không phải trên núi. Bỏ đi, sau này từ từ mà học. Nhớ lấy, vệ sĩ quan trọng nhất chính là nghề nghiệp và trung thành. Kiên quyết không thể phát sinh tình cảm với kim chủ. Kiên quyết không được có lợi ích đặc biệt với kim chủ. Tất cả hành động phải đảm bảo an toàn cho kim chủ. Khi bắt buộc phải dùng thân mình để bảo vệ kim chủ khỏi nguy hiểm thì chúng ta không được suy nghĩ. Vậy chẳng phải chúng ta làm bia đỡ đạn à? Không phải. Nếu thực sự như vậy thì ai mà chả làm được vệ sĩ. Kia là bộ máy giám sát cao cấp của công ty, công năng rất lớn. Cụ thể như thế nào sau này cô sẽ từ từ mà biết. Đây là cái gì? Biết ngay là cô không biết. Chưa thấy qua đúng không? Làm vệ sĩ riêng, chúng ta phải đối diện với những người không giống nhau. Vì vậy phải thường xuyên thay đổi bản thân, thân phận và vẻ ngoài. Kỹ năng trang điểm phải nắm rõ. Chưa từng làm, không được phép nghịch ngợm. Đặc biệt là lúc đang chấp hành nhiệm vụ. Sau này, cô ngồi ở đây. Nhớ lấy, có chuyện gì đừng tới tìm tôi. Không có chuyện gì thì càng không tới tìm. Vậy nha. Chị không phải là thư ký sao? Ai bảo cô vậy? Tôi là Lâm Quang Hinh, là người đại diện phát ngôn cho vệ sĩ quốc vệ, kim chuyên gia máy tính. Ánh mắt gì không biết. Lập Hạ, bây giờ chắc cô đã hiểu nhiều hơn về công ty rồi. Nhiệm vụ lần này cô và Lâm Quang Hinh một tổ, tất cả nghe theo Lâm Quang Hinh sắp xếp. Đêm nay là bữa tiệc tổ chức cho cuộc đua ngựa của tập đoàn Đông Thịnh. Chúng ta sẽ lấy thân phận khác nhau để vào hội trường. Nhiệm vụ lần này cũng giống như lúc trước. Mọi người phải cẩn thận hơn. Nhất định không được để lộ sơ hở. Mục tiêu bảo vệ lần này là ba kỵ thủ: Mã Khả, Dương Cường, Trịnh Dĩ. Tôi phụ trách Mã Khả, Quang Hinh và Lập Hạ phụ trách Dương Cường. Đặng Ba, Trịnh Dĩ giao cho cô.
Lão huynh, tôi nói cậu biết, thành tích đợt đua lần này thật sự không tồi. Đứng thứ hai vòng đấu loại, tôi nói với cậu, gia sản của gia đình tôi đều đặt hết lên người của cậu. Cược nhỏ vinh hạnh, cược lớn tổn thân. Mặc dù tôi rất có tự tin với thành tích của bản thân, có điều lần này tôi khuyên cậu vẫn nên khiêm tốn một chút. Xin lỗi, vừa nghe hai người nói chuyện, anh là anh Mã Khả à? Đúng là tôi, vinh hạnh quá. Tôi vẫn luôn cho rằng anh chính là người sẽ đoạt quán quân. Cảm ơn lời chúc. Cậu tên là gì? Tôi là Simon Steven. Simon Steven, đây là danh thiếp của tôi. Tôi ở Mỹ mở một câu lạc bộ đua ngựa nho nhỏ, sau đó lần này về nước chủ yếu là muốn tìm người hợp tác. Không biết có vinh hạnh được hợp tác cùng anh không? Đương nhiên là có hứng thú. Nào cạn ly. Cạn. Không phải, chị Hinh à, chị Hinh, em đi không nổi nữa rồi. Đôi giày này xấu quá đi, sao chị đi được? Đừng kén chọn, tôi đã chọn cho cô đôi thấp nhất, mới có 5cm. Không phải, nó không cao, nhưng mà nó xấu. Vẫn may em từng học múa. Được rồi, đừng nhìn đôi giày của cô nữa, học tôi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nở nụ cười về phía trước. Đêm nay chúng ta là cô gái thời thượng, cô là trợ lý của tôi, diễn cho giống một chút. Nào, cầm túi cho tôi. Túi nhỏ như vậy mà cũng bắt em cầm. Tôi bảo này, để túi trên người cô, sao giống bao tải vậy? Em tới từ nông thôn, nhưng mà em không làm nông. Được rồi, mục tiêu xuất hiện. Nhớ kỹ, linh hoạt một chút. Xin chào. Xin hỏi, ngài là Trịnh Dĩ à? Đúng. Tôi có thể ngồi không? Ngồi đi. Xin chào, tôi là Đặng Ba, biên đạo thể dục. Rất vui được gặp anh. Có thể nói chuyện với anh không? Anh Cường, chúng ta quen nhau sao? Anh quên rồi à? Em là Lâm. Lâm Muội. Xin lỗi, chúng tôi nói chuyện một chút. Về nhớ gửi tin nhắn nha. Anh Cường, nếu lúc nãy anh không nhớ ra, em sẽ rất xấu hổ. Chúng ta quả thực quen nhau sao? Anh quên rồi à? Lần trước ở trong cuộc họp mặt bạn bè. Hình như là vậy. Vậy này là cô ấy là trợ lý của em, Lập Hạ. Xinh đẹp thiệt. Nào, chúng ta uống một ly. Không thành vấn đề. Nhiều người như vậy không có thể gặp được người quen. Nào, ly này anh mời em. Sao vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Làm gì vậy? Lập Hạ, bỏ tay ra. Đứa trẻ này sao không hiểu quy tắc chút nào hết? Quy tắc gì chứ? Em đang giúp chị. Trợ lý này của em mới tới, không hiểu chuyện, anh bỏ qua cho. Không sao, như vậy đi. Phạt 3 ly rượu. Không thành vấn đề. Có điều anh Cường à, một mình em uống không có nổi. Được, chúng ta cùng nhau uống. Tôi không biết uống rượu. Người trong câu lạc bộ sao lại không biết uống rượu chứ? Sư phụ nói rồi, con gái không được uống rượu. Sư phụ. Người Hương Hạ đều gọi thầy giáo là sư phụ. Lạp Hạ, hay là em về trước đi. Một mình em đi à? Thế chị phải tiễn em sao? Đi thì đi, em đâu có thèm. Cô gái này thú vị thiệt. Chúng ta uống đi. Cạn ly. Nào nào nào, mau. Uống chậm thôi. Tôi tự làm được. Được rồi, khách sáo gì chứ. Nào tiếp. Tuyệt vời. Nào 20. 10.
15. Anh xem anh, tôi lại trúng rồi. Steven, cậu giỏi thiệt. Tôi cạn, anh cạn đi. Cạn luôn chai này đi ha. Cạn cái chai luôn đi. Anh uống cái này trước đi. Tôi đi rửa tay một cái. Mau lên, tôi chờ cậu quay lại. Mục tiêu, đã vào nhà vệ sinh 10 phút, tới bây giờ vẫn chưa ra. Đặng ba. Sao vậy? Thân phận bại lộ à? Không chắc. Trước đó tất cả đều ok. Hắn đột nhiên nhận điện thoại, sau đó trở nên kỳ lạ. Em lo lắng xảy ra vấn đề nên gọi anh qua, nhưng mà hắn mãi vẫn chưa ra. Anh vào trong xem. Chỗ quái quỷ gì vậy? Mình làm sao mà về nhà? Như vậy thoải mái hơn. Sao lại không có ai chứ? Đi, đi. Nào. Nào. Anh sao vậy? Tay. Gãy tay rồi. Bên này. Không sao, không sao. Đừng cử động, không sao. Không sao. Chỉ là trật khớp thôi. Không sao rồi. Không sao. Tin tôi đi. Chỉ là trật khớp thôi. Không sao. Thế nào? Anh sao vậy? Anh làm sao vậy? Trịnh Vĩ không sao, chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ kê thuốc cho hắn, về nhà nghỉ ngơi. Xem ra mèo mù với được cá rán. Tôi cảm thấy Lập Hạ có thể gia nhập tổ chức rồi. Tôi phản đối. Tự ý rời khỏi là điều cấm kỵ. Lần này coi như may mắn, nhưng vệ sĩ bóc buộc không thể sơ suất. Không thể chỉ dựa vào may mắn. Là chị ấy bảo em đi. Biết tại sao chị bảo em đi không? Chị em cản trở cũng không ngốc lắm. Em đi rồi, chị với tên lưu manh kia có thể làm bậy. Chính Vũ, EQ của cô ấy sớm muộn gì cũng hỏng chuyện. Em đề nghị vẫn nên để cô ấy làm vệ sĩ bảo vệ bên ngoài. Chị đố kỵ vì hôm nay em mới lập công à? Dựa vào cái gì mà em bị giáng chức? Được rồi, tôi là ông chủ. Tôi tuyên bố Lập Hạ chính thức có thể gia nhập đội. 7 điều của một vệ sĩ: không được thể hiện cảm xúc. Được rồi, mấy người từ từ nói chuyện. Chúng ta đi phân tích vụ án. Đi trước. À phải, sau này đừng bắt em đem theo cô ta. Mấy chị chính là đố kỵ. Anh Khánh Vũ, anh nói đi. Được rồi, được rồi. Tính khí của em thu lại đi.
Có điều, tính khí này của em làm vệ sĩ riêng thật sự không hợp. Nhưng mà có thể là do chưa đủ kinh nghiệm. Như vậy, lần sau, anh để em tự mình hành động, ok không? Được rồi, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Em làm việc đi. Điều tra được là ai tập kích Trịnh Dĩ chưa? Đang đối chiếu bản số xe. Điều tra được rồi. Người này tên là Cao Cửu, biệt danh là Lão Cửu. Chính là hắn tập kích Trịnh Dĩ. Nguyên nhân cụ thể trước mắt chưa biết. Là âm mưu hay là... Từ hộp đen của xe có thể phán đoán là có âm mưu tập kích. Nhưng mà đối phương hình như không hề có ý định lấy mạng Trịnh Dĩ, giống như cảnh cáo thôi. Không sao chú à, chú yên tâm, chúng cháu chắc chắn bắt được Lão Cửu. Được rồi, chú tin các cháu. Nhờ vào các vị, công ty chúng tôi cũng có việc. Tôi đi trước, tôi tiễn ông. Cố gắng lên. Chị Hinh à, điều tra được tung tích của Lão Cửu chưa? Chị đừng để hắn chạy mất. Nguyên tắc thứ 8 của vệ sĩ, cấm kỵ nóng vội. Kỳ lạ, Cao Cửu và Trịnh Dĩ, hai người này vốn dĩ là bạn thân. Em chắc chắn không phải trùng tên. Không thể nào. Em có bao giờ sai đâu. Hơn nữa, cho dù em sai, hộp đen cũng không thể sai. Sao vậy? Lão Cửu và Trịnh Dĩ là bạn tốt. Không phải chứ. Xem tư liệu, Trịnh Dĩ rất coi trọng đam mê. Hắn ly hôn cũng vì cái này. Người như vậy sao có thể lãng phí cơ hội chứ? Tôi cảm thấy không hợp lý. Lập hạ, khi em cứu Trịnh Dĩ, hắn có biểu hiện gì không? Để em nghĩ lại xem. Không sao, chỉ là trật khớp thôi. Tay thật sự không gãy chứ? Không gãy, anh tin tưởng tôi đi. Tôi từng học chỉnh xương, chỉ là trật khớp. Anh đừng nói tên Trịnh Dĩ này có chút gì lạ. Nhưng mà sao hắn lại phải làm như vậy? Việc này cũng phải hỏi hắn. Không phải anh không sao à? Trước đây đuôi ngựa bị thương, lúc đó không cảm thấy gì. Mấy năm gần đây lưng càng ngày càng đau, không dám làm phẫu thuật, ngày ngày uống thuốc. Vậy bây giờ anh cũng... đỡ rồi. Tôi tưởng trước đây anh bị thương kiểm tra ra rồi. Mấy anh đều biết rồi. Tôi không hiểu. Tôi cũng hết cách. Bọn chúng lấy con gái tôi ra uy hiếp, để tôi nghe theo bọn chúng. Nhưng mà quý trì có ơn với tôi. Tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Đối phương có thân phận gì? Không biết. Mỗi lần gọi đến đều là một số khác nhau. Bọn chúng còn gửi tới một tấm hình. Những người này đối với địa chỉ nhà chúng tôi, trường học của con gái tôi đều biết rõ. Tiểu Phục là người thân duy nhất của tôi. Tôi thật sự rất sợ. Vì vậy, anh muốn bảo vệ con gái, lại không muốn bị người khác cài bẫy, nên tự diễn điều này khiến mình bị thương. Như thế có thể mượn cớ rời khỏi trận đấu. Rút khỏi cuộc thi, anh không còn giá trị lợi dụng. Bọn họ sẽ không lấy tính mạng con gái uy hiếp anh. Đúng. Nhưng mà ông trời không nghe theo tôi. Không ngờ tôi bị thương nhẹ như vậy. Hơn nữa, người của công ty vệ sĩ quốc vệ các anh xuất hiện đúng lúc. Nhưng mà anh yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ con gái của anh an toàn. Tuyệt đối không để ai hại nó. Cảm ơn. Mọi người có lòng rồi. Nhưng mà Tiểu Phục, sau khi tôi ly hôn, hận không thể khiến tôi chết. Ngoài lúc đòi tiền ra thì không bao giờ gọi cho tôi. Bình thường. Vì vậy tôi sợ nó không phối hợp cùng với mọi người. Chúng tôi được sự quỷ thác của anh Quý Trị bảo hộ cho anh và người nhà của anh. Anh cứ yên tâm. Hiềm nghi với Trịnh Dĩ có thể loại bỏ. Vậy người bỏ độc không phải Mã Khả thì là Dương Cường.
Hiền Nhi với Dương Cường cũng có thể loại bỏ. Nếu nói hắn vì phụ nữ mà dùng thủ đoạn thì tôi tin. Nhưng mà chuyện này liên quan tới mạng người, tôi cảm thấy hắn không có gan. Mã Khả vô cùng háo thắng. Hơn nữa, hắn vẫn luôn muốn đạt quán quân. Quan trọng là hắn không hòa thuận với những kỳ thủ khác. Hoài nghi của hắn là lớn nhất. Cái này đơn giản mà, bắt hắn về là được. Nghề nghiệp của chúng ta là bảo vệ, không phải là cảnh sát. Không có quyền bắt người thẩm vấn, như vậy là phạm pháp. Đúng là phiền phức. Chẳng trách sư phụ nói tu thanh đăng dịch, tu hồng trần nạn. Tiểu nha đầu, em từ từ học đi. Không còn mấy ngày nữa là tới ngày đấu ngựa rồi. Kỳ thủ đều đã vào trường đua. Bên đó có vệ sĩ chuyên môn. Công việc chủ yếu của chúng ta bây giờ vẫn là bảo vệ tiểu phục. Lập hạ, nhiệm vụ lần này độ khó rất thấp. Để mình em hành động. Bọn anh ở trong tối diện trợ. Dân, không thành vấn đề. Tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Vậy tôi đi điều tra vị trí của tiểu phục. Đặng Ba, em nói với Lập Hạ, phải linh hoạt một chút, đừng khiến cho anh thất vọng. Tôi phát hiện một người, nhưng chưa chắc chắn. Trịnh Tiểu Phục. Cô là Trịnh Tiểu Phục sao? Cô là ai? Lên đây chơi đi. Cha cô bảo tôi tới tìm cô. Cô là ai? Bây giờ cô đang gặp nguy hiểm. Vì vậy phải đi cùng tôi. Cô điên à? Tôi còn không quen cô. Sao phải đi chung với cô? Lập Hạ, chú ý phương thức. Bây giờ cô đang bảo vệ âm thầm. Theo tôi. Làm gì vậy? Cô ấy tắt phone rồi. Đứa trẻ này. Tôi bảo cô đang gặp nguy hiểm. Cô phải đi cùng tôi. Cô làm gì vậy? Chơi một chút đi. Chơi cùng nhau đi. Làm gì vậy? Tránh ra. Mỹ nữ cùng chơi đi. Trịnh Tiểu Phục. Tiểu Phục, dừng lại cho tôi. Dừng lại. Tiểu Phục, đứng lại cho tôi. Mấy người lại. Tôi đuổi theo cô ấy.
Tiểu Phục. Đi. Lần này chúng ta gặp Mai Phục rồi. Xem ra đối thủ đã có chuẩn bị trước. Mời một cao thủ lợi hại như vậy, chắc tiền công không ít. Sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Em cảm thấy cẩn thận cũng vô dụng. Chúng ta phải chủ động tập kích. Tính cách không đổi. Không phải, chị ba, sao chị cứ nhắm vào em? Em thấy hôm nay em thể hiện rất tốt. Thứ nhất, cô và người không liên quan xảy ra xung đột, khiến cho mục tiêu rơi vào nguy hiểm. Thứ hai, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, kiên quyết không được tháo tai nghe. Chỉ dựa vào hai điều này đã đủ chứng minh cô không đủ tư cách. Nhưng em nhận sai. Em sai rồi. Được rồi, tổng kết một chút. Hôm nay quá trình gặp trục trặc, nhưng mà kết quả vẫn rất tốt. Có điều ý kiến của Lập Hạ tôi tán thành. Không phải anh nói tới việc chủ động tập kích chứ? Chúng ta còn không biết đối phương là ai, sao có thể chủ động? Chính bởi vì tôi không biết gì, cho nên mới cần người giúp. Nếu như biết, vậy thì gọi cảnh sát là xong. Cút. Tiểu Phục à, con nghe cha nói, im miệng. Không phải vì ông, mấy người này có tới bảo vệ tôi không? Tiểu Phục à, tôi nói cho ông biết, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn gặp ông nữa. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Tiểu Phục à, xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi. Anh đừng bận tâm, sau này nó sẽ hiểu là tôi có lỗi với nó. Lúc nhỏ đã không ở cạnh nó, bây giờ lại liên lụy tới nó. Chính Vũ, có nên để Lập Hạ bảo vệ không? Có cần đổi người không? Anh Chính Vũ, đây là nhiệm vụ của em, dựa vào đâu mà đổi người? Em không đồng ý. Đợi một chút, sau này chúng ta tiếp tục thương lượng. Manh mối vụ kim độc còn chưa điều tra ra, hôm nay tôi còn phải thức khuya nữa. Lập Hạ, lần này đừng để xảy ra sai sót. Anh Đông, trên mạng đã có dự đoán nội quỷ đối với vết thương của Lưu Bình. Cổ phiếu của tập đoàn trước mặt đã rớt 5%. Nếu như Trịnh Dĩ lại có chuyện, tập đoàn có thể mất đi tư cách tham gia thi đấu. Tổn thất này không thể dự đoán. Có cần phái người đơn độc bảo vệ Trịnh Dĩ không? Không cần. Nếu như tôi đã mời công ty quốc vệ, vẫn nên để bọn họ phụ trách tiếp. Vậy có nên báo cho họ biết tin tức này không? Bọn họ sẽ tự điều tra. Nếu như bản lĩnh này cũng không có, thì tôi nghĩ công ty đó không cần mở nữa. Dáng ngủ xấu thiệt.
Quả thực là hắn. Cô có muốn lên thử không? Tôi không cần đâu, tôi sợ. Sợ gì chứ? Tôi đỡ cô. Không sao, không cần. Lên thử đi. Không sao mà. Tôi đỡ cô, không sao. Cô cảm thấy sao? Rất tốt. Tôi đưa cô đi dạo một chút. Vâng. Đi. Steven, sao anh lại ở đây? Tôi khuyên anh nên thu tay đi. Chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh muốn tố cáo tôi à? Tôi không muốn tố cáo anh. Tôi muốn bảo vệ cho anh. Nói thật cho anh biết, tôi là vệ sĩ của anh Quý Trì, phải tới bảo vệ an toàn cho anh. Đương nhiên, cũng ngăn cản anh làm những chuyện ngu ngốc. Tôi nói cho anh biết, bên cảnh sát sắp tới. Anh mau dừng lại đi. Tôi cũng nói cho anh biết, anh tới muộn rồi. Tránh ra. Không sợ. Nắm cho vững. Lâm Quang Hinh, mau lên, ngăn anh ta lại. Đứng lại cho tôi. Mã Khả, anh không chạy thoát đâu. Mau dừng lại đi, nếu không tôi không khách sáo. Còn dám đánh tôi? Không ra quay, anh tưởng tôi là mèo à? Anh Quý Trì, sao rồi? Người đã bắt được, phía cảnh sát đã đưa đi. Người hạ độc Lưu Bình là hắn. Cuối cùng cũng hả giận. Mọi người vất vả rồi. Lập Hạ đâu? Cô ấy đang bảo vệ Tiểu Phục. Được, vậy thì tốt. Chúng ta ngồi xuống xem thi đấu. Nào, Tiểu Phục, hôm nay cô không nên ra ngoài. Tôi ở nhà chán sắp chết. Hơn nữa, không phải có cô bên cạnh rồi à? Không phải cô bảo vệ cho tôi sao? Ở đây chờ tôi. Đứng lại. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại cho tôi. Trịnh Dĩ, điện thoại. Cảm ơn. Tiểu Phục. Theo tiếng súng, tất cả ngựa xông ra khỏi chuồng. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Chúng ta thấy tạm thời dẫn đầu là kỵ thủ Trình Dĩ, đến từ tập đoàn Đông Thần. Anh ấy là hot shot quán quân lần này. Liên Hoa. Đi sau là cơ khí mau màu xanh, cũng đến từ tập đoàn Đông Thần. Hai con ngựa kề sát bên nhau, không phân trước sau. Còn một vòng cuối cùng. Lập tức vào vòng cuối cùng rồi. Kỳ lạ,
Kỹ thủ Trịnh Dĩ của Liên Hoa tự nhiên chậm lại. Hiện trường thi đấu thay đổi liên tục. Trong nháy mắt, hai kỵ sĩ đã vượt qua hắn. Trịnh Dĩ hình như đã bắt đầu từ bỏ. Bây giờ cơ khí mau toàn lực gia tăng tốc độ. Đột kích. Cơ khí mau đang tạm thời dẫn đầu. Giữ vững, giữ vững. Alo, Lập Hạ, Tiểu Phục đâu? Tiểu Phục. Khoảng cách của cơ khí mau với các tuyển thủ khác càng ngày càng lớn. Cơ khí mau vẫn luôn dẫn đầu. Xong kích, xong kích. Ok, cơ khí mau dẫn đầu. Cơ khí mau dẫn đầu, Liên Hoa thứ tư. Tiểu Phục. Trịnh Tiểu Phục. Trịnh Tiểu Phục. Trịnh Tiểu Phục. Cô đâu rồi? Trịnh Dĩ. Tôi hỏi anh, có phải Tiểu Phục xảy ra chuyện rồi không? Không có. Anh đừng có lừa tôi. Khi tôi hỏi anh không thể phản ứng một chút à? Còn nữa, vừa nãy anh thi đấu cũng không bình thường. Tiểu Phục là con gái duy nhất của tôi. Mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Còn nữa, nhất định không được báo cảnh sát. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể bình an giải quyết vấn đề này. Mở hộp. Tôi đã nói với cô, hôm nay đừng ra ngoài. Nhất định không được tới chỗ đông người. Em xin lỗi, em biết sai rồi. Được rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Tiểu Phục. Trịnh Dĩ không dám báo án. Vậy chuyện này chúng ta phải tự mình giải quyết. Tôi cho rằng người bắt cóc Tiểu Phục là một trong bốn người chạy trước Trịnh Dĩ. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Đáng tiếc trạm mạng kia không tiết lộ tin tức. Chúng ta vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Bằng không, chúng ta đã có thể giải quyết. Xin lỗi, xin lỗi. Em biết sai rồi. Xin lỗi, đều là em sai. Bây giờ biết sai à? Được cái gì chứ? Em vẫn luôn đi theo cô ấy. Nhưng mà túi của cô ấy bị giật. Sau đó em đuổi theo. Em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sao mọi người cứ nói em vậy? Mục tiêu bị bắt là nỗi nhục lớn nhất của vệ sĩ. Có biết chưa? Đứng lại. Em sẽ tìm cô ta về. Kiếm Vũ, anh nặng lời rồi. Dù sao cô ấy còn nhỏ. Nha đầu này quá cứng đầu. Không để nó chịu khổ, nó sẽ không biết hậu quả. Thật sự, hết sóng gió này tới sóng gió khác. Tổng tài, bây giờ cũng ở dưới theo dõi vị trí số 4 của Trịnh Dĩ. Tôi xem kết quả thi đấu cũng đã đoán được. Không ngờ một trường đua nho nhỏ mà lại hấp dẫn nhiều cá thể tới như vậy. Nếu như trận quyết đấu Trịnh Dĩ không giành được quán quân, vì vậy chúng ta chỉ có thể thắng, không được thua. Nhưng mà tới bây giờ công ty Quốc Vệ vẫn chưa tìm được hung thủ. Tôi cho rằng hiểm nghi lớn nhất chính là Dương Cường. Tôi tin tưởng sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng mà bọn họ đã thất hẹn 5 lần 7 lượt. Hơn nữa thời gian quyết đấu sắp tới rồi. Tôi sợ nếu tiếp tục thì... Cuộc đời như dáng cờ, đánh rồi không hối hận. Không tới bước cuối cùng, ai cũng không dễ dàng kết luận. Âm thầm quan sát. Tôi đã thăm dò rồi. Mã Khải vẫn có liên hệ với những người bên ngoài. Chuyện bắt cóc Tiểu Phục chắc chắn không có liên quan tới hắn.
Trước đây tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng mà bây giờ, đám người bắt cóc, chúng ta cũng chẳng có manh mối. Dùng phép loại trừ thì có thể liên quan tới Dương Cường. Người không có khả năng nhất có lúc lại là người có khả năng nhất. Tôi đề nghị thăm dò thêm. Như vậy, cho hắn một chiêu đã thảo kinh xà. Có lẽ lão cố chủ có thể giúp chúng ta. Xin hỏi, có từng gặp cô gái này chưa? Có từng gặp chưa? Dáng người cao như vậy. Xin hỏi, anh có từng gặp cô gái này chưa? Cô ấy cao gần như tôi. Cảm ơn, xin lỗi. Chưa từng gặp bao giờ. Không không, xin lỗi, thật sự chưa từng gặp. Vì sự xinh đẹp của em, kính em một ly. Cạn ly. Anh đút cho em miếng salad. Không cần đâu. Mở miệng ra. Anh Cường à, chúc anh hôm nay đạt quán quân. Em xem, bây giờ Lưu Minh bị thương, Mã Khả tự tạo nghiệp, Trịnh Vĩ già rồi. Chức quán quân không phải của anh thì là của ai? Có điều, đối với anh mà nói, thứ nhất không quan trọng. Quan trọng là đoạt được em. Anh Cường à, cúp này của em không phải anh thắng trận đua đó là giành được đâu. Vậy em nói xem, cái cúp này của em làm sao mới có thể giành được? Cái này à? Đừng kéo, đừng kéo. Mày là Dương Cường à? Được. Mày lớn gan nhỉ? Đến người của tao mà cũng dám bắt cóc. Không phải nhờ em, anh là... Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Chúng ta ngồi đây uống một ly đi. Đừng giở trò ngáo. Đừng tưởng tao không biết. Muốn thắng cuộc, mày đã hao tâm tổn sức. Chỉ có điều bắt cóc, không chỉ mày mới dám làm. Không phải bắt cóc gì chứ. Đừng có giả vờ. Không phải, người anh em, tôi thấy ở đây chắc chắn là có hiểu. Bớt nói nhảm. Anh Thiên bọn tao đã gặp mày. Mau đi với bọn tao một chuyến. Anh Thiên là ai? Anh ấy có thể bằng lòng theo các anh. Chỉ là tôi không đồng ý. Mau, mau. Anh Cường. Có thể nghe rõ không? Lão Tam, có thể. Ở phòng kho à? Anh Cường. Gặp phải lũ trêu người. Lão nhị. Được rồi. Được. Coi chừng người cho tôi. Đợi tôi về rồi nói. Giấu kín thật, ngay cả Lâm Quang Hinh tôi mà cũng lừa được. Thật là không đơn giản. Hồ ly giả quả cách mấy cũng sợ bị giết. Bây giờ đuôi hồ ly lộ rồi, tất cả dễ xử lý. Như vậy, cô giúp tôi canh chừng. Tôi đi thuyết phục Trịnh Vĩ báo cảnh sát. Đi đi. Thế nào? Hai huynh đệ của tôi diễn được chứ? Không tồi. Sân khấu cứng quá. Hai người này là võ sĩ tốt nhất ở đây rồi. Đương nhiên, ai có thể so với đại minh tinh như cậu. Đúng. Hôm nay cảm ơn. Tôi đi trước.
Nhân tiện ăn cơm đi. Anh có chắc không? Chị cứ làm việc đi. Đi nha. Nào chị Bảnh, người đâu? Về hết rồi. Không phải Minh Tinh, chị Bảnh. Tôi đã chuẩn bị xong. Chụp cái gì? Người ta đi rồi. Chúng ta cũng đi. Đi thôi. Vậy phải làm sao? Lần sau nói. Không phải tôi đã chuẩn bị xong hết rồi à? Thế nào? Người đã vào trong. Tôi không dám vào quá gần. Xem ra người ở bên trong. Như vậy, bây giờ tôi gọi Dương Cảnh Quan, báo cho anh ta biết. Trịnh Dĩ đồng ý báo án chưa? Ưu thế ở bên chúng ta, hắn hiểu mà. Hay là tôi vào xác nhận trước? Cô mang đồng hồ chưa? Hai tên cao thủ người Thái kia chắc chắn ở bên trong. Yên tâm, mang rồi. Đi đi. Hai người tối nay canh chừng cô ta cho kỹ, nhất định không được để xảy ra vấn đề. Nghe rõ chưa? Dạ. Tiểu Phục quả thực ở bên trong. Vừa nãy Dương Cường và hai tên cao thủ đã lái xe đi. Đây là thời cơ thích hợp nhất. Phản đối, hung thủ đã bại lộ. Việc tiếp theo phải giao cho cảnh sát. Đặng Ba nói đúng, chúng ta chỉ là vệ sĩ. Nhưng mà Trịnh Tiểu Phục cũng là kim chủ của chúng ta. Lỡ như Dương Cường giết con tin thì phải làm sao? Không được. Quan Hình nói cũng rất có lý. An toàn của kim chủ là quan trọng nhất. Thỉnh thoảng vượt qua giới hạn cũng có thể hiểu. Nữ nhân đúng là giỏi thay đổi. Được rồi, chia nhau hành động. Tạm biệt. Trời ơi, lại chơi chiêu này. Cô tưởng đàn ông nào cũng thích à? Hôm nay có thể không ngủ được rồi. Ai vậy? Có người nào ở bên trong không? Xe tôi hết dầu rồi. Chỗ tôi không có dầu, có thể giúp tôi đổ không? Chỗ tôi không có dầu. Bên ngoài trời tối, tôi rất sợ. Làm ơn đi. Anh đi xem đi, cẩn thận. Anh đẹp trai à, hôm nay xe của em phải nhờ hết vào anh rồi. Đau. 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 Sao mà cứng vậy? Đi. Mau, mau lên, đi. Mấy người đi đâu? Em gái Lâm.
chết đi sống lại à? Cao thủ, cao thủ, mày phát hiện từ lúc nào? Máu của mày hơi ngọt. Trăm phương ngàn kế lại sai ở đạo cụ giả. Mày phá kế hoạch của tao. Biết bọn tao đã phát hiện thân phận thật của mày, vì vậy mới đào một con hố như vậy để bắt bọn tao à? Không sai. Tao giả ngu lâu như vậy, không dễ gì chờ tới ngày hôm nay. Ai cũng đừng hòng phá hoại chuyện tốt của tao, kể cả mày, Lâm muội thân yêu. Tao cảnh cáo mày, chúng mày ngoan ngoãn cho tao. Cháu tìm cả ngày rồi mà không tìm được tiểu phục. Chú nói xem cháu có phải không hợp làm vệ sĩ không? Nha đầu ngốc, biển người mênh mông, tìm người đâu có dễ. Cháu phải nhẫn nại. Nhưng mà ngày mai là thi đấu rồi, chú không lo lắng sao? Chú giúp cháu đi. Cháu thật sự không biết phải làm sao. Lập hạ, cháu biết chú đến thành phố này, đến bây giờ đứng ở đây, đã trải qua bao nhiêu năm không? Tròn 30 năm. Từng lạc lõng, từng thất bại, từng khóc, từng đổ máu. Nhưng mà chú kiên trì với bản thân. Cháu hiểu rồi. Cháu đảm bảo với chú, cháu sẽ tìm được tiểu phục. Chắc chắn cháu sẽ cứu được cô ấy. Chú tin cháu. Nhớ lấy, ở thành phố này phải dựa vào bản thân mới có thể tồn tại. Chú ơi. Được rồi, được rồi. Nhạc tổng, anh biết nhiều chuyện thật, nhưng mà đáng tiếc toàn là khoa tay múa chân. Tôi chỉ là không chạy nhanh thôi. Được rồi, thế nào cũng được. Tôi thật sự không phục anh. Thật mà, chỉ với ba cái công phu võ mèo mà cũng dám mở công ty bảo an. Có điều đáng tiếc Lâm muội muội nhà chúng ta, thật sự anh không nỡ trói em. Vậy thì anh cởi trói cho em đi. Anh cũng muốn, nhưng mà tiền không đồng ý. Người cổ vũ anh cũng không đồng ý. Không đồng ý. Anh Cường à, anh lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mà đoạt quán quân. Cơ bản không cần giở thủ đoạn, có phải không? Rất cần. Thành tích của Trịnh Dĩ không nổi trội bằng tôi, nhưng mà hắn luôn cầm đầu. Ngay cả báo Thượng Hải, tôi cũng chỉ lộ một bên mặt. Muốn thay đổi, tôi phải đoạt quán quân. Tôi có thể không đoán được hậu quả. Tôi thấy anh từ bỏ tham vọng đi. Cảnh sát sắp tới rồi. Nói thật cô biết, ở đây tôi đã cài đặt hệ thống vô tín hiệu. Trong vòng 1 km sẽ không có bất cứ tín hiệu nào. Cảnh sát vốn dĩ không biết chúng ta đang ở đây, cũng không biết tao đang ở đây. Tao thắng chắc rồi. Đầu Nhi, chị ba, chị Hinh, người đâu hết rồi? Cũng không gọi được điện thoại. Đầu Nhi, nhận được thì phản hồi.
Tôi là giám sát, cái gì cũng biết. Xin hỏi có chuyện gì muốn giúp đỡ? Anh Kiến Vũ đang ở đâu? Đang tìm tín hiệu. Rất xin lỗi, không thể liên lạc. Nhưng tín hiệu mất liên lạc ở khu ngoại ô phía đông. Vậy chị Hinh và chị Ba đang ở đâu? Số 2 và số 3, nơi mất tín hiệu cuối cùng cũng ở đây. Bản đồ đã gửi đến phần cuối, mời nhận. Trận đấu hôm nay là trận cuối cùng. Chúng ta có thể nhìn thấy ngựa đua đã được dắt ra khỏi chuồng. Lần quyết đấu này đều là người có thực lực, chính là Liên Hoa và Cơ Khí Mau. Trong nửa trận quyết đấu lần trước, kỳ thủ của Liên Hoa Trịnh Dĩ đã xảy ra vấn đề. Hy vọng lần này có thể phát huy bình thường. Tổng tài, Nhạc Chính Vũ vẫn không liên lạc được. Vệ sĩ hôm nay tôi đã tăng thêm. Được. Trong phía kỳ thủ vẫn có vấn đề. Hay là chúng ta... Chuyện gì cũng không nên quá cưỡng cầu. Như vậy đi. Anh em, làm xong chuyện này có dự định gì? Vẫn chưa nghĩ ra. Vậy mùi gì? Cháy rồi. Anh đi xem đi. Được, tôi lái xe. Mau lên. Ngoan ngoãn cho tao. Mắc bẫy rồi. Lập hả? Đau chết tôi mất. Hay là cô lên một chút, tôi xem một lúc. Đau chết tôi rồi. Thank you.
không sao chứ? Cô báo cảnh sát à? Không phải anh bảo tôi phải nắm bắt tình hình à? Sau đó đưa ra phán đoán. Làm hay lắm. Đặng ba không sao chứ? Không sao. Đi. Chị ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại không? Trịnh Dĩ, điện thoại. Cảm ơn nha. Alo. Bố. Tiểu Phục. Con không sao chứ? Con không sao. May quá. Bố yên tâm thi đấu đi. Ừ. Được. Thi đấu đã bắt đầu. Số 1 đang tạm thời dẫn đầu. Cố lên. Sau đó là cơ khí mau màu xanh. Số 3 chính là Liên Hoa. Lần trước anh ấy bỏ cuộc trước, lần này hình như không thể vượt mất. Ba con ngựa đang tranh đấu. Khí thế vô cùng kịch liệt. Mau lên, cố lên. Điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Xông lên, cố lên, cố lên. Chúng ta nhìn thấy Liên Hoa đang tăng tốc. Cơ khí mau không chịu yếu thế, nhanh chóng bám sát phía sau. Bây giờ thế cục vô cùng gay go. Cố lên, cố lên. Vị trí số 1 không phải rất rõ ràng. Tam mã vô cùng căng thẳng. Xông lên, xông lên. Ok, quán quân là Liên Hoa. Chúng ta chúc mừng cho anh ấy. Đẹp lắm. Quyết đấu đã kết thúc. Nghi thức trao thưởng chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta mời tổng tài tập đoàn Đông Thần Quý Trần Tiên Sinh lên trao giải cho các tuyển thủ. Cuộc thi lần này do tập đoàn Đông Thần hợp tác với trường đua, trải qua 3 vòng đua kịch liệt. Quán quân của chúng ta chính là kỹ thủ Trịnh Dĩ đến từ tập đoàn Đông Thần. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho anh ấy. Chúc mừng anh ấy có thể đạt được thành tựu huy hoàng. Hay lắm, hay, hay lắm. Bố ơi. Tiểu Phục. Bố. Tiểu Phục. Bố thắng rồi. Bố thắng rồi. Bố thắng rồi. Thắng rồi. Bố. Con xin lỗi. Con gái ngoan. Bố.
Đừng khóc. Đừng khóc mà. Biết sai thì sửa. Không sao. Con là con gái ngoan của bố. Không sao đâu. Con mãi là con gái ngoan của bố. Bố yêu con. Tôi còn tưởng anh mời chúng tôi đi ăn bữa tiệc lớn, không ngờ là ăn đồ nướng. Tự mình làm đồ ăn đi. Nhưng mà anh Quý Trì, tôi thật sự cảm ơn anh. Anh thật sự quá phóng khoáng. Thêm một con số 0 ở chi phiếu. Chuyện nhỏ thôi. Thời gian này các anh cũng vất vả. Giờ hay nhân cơ hội này để mọi người nghỉ ngơi. Chúc mừng thắng lợi. Nữa à? Đây. Chị Hinh, chị không ăn. Hai người vẫn nên ăn nhiều rau hơn. Dạo này chị đang giảm cân. Chị Hinh à, chị gầy như vậy còn giảm cân làm gì? Cái này thì em không biết. Giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ. Em không cần giảm cân. Sư phụ nói ăn được ngủ được mới là Bồ Tát. Dương Cường và Mã Khả đều đã chịu tội, nhưng mà kẻ chủ mưu vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật. Chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mọi người đã cố gắng hết sức, không cần quá tự trách. Con người tôi thích làm tới nơi tới chốn. Tôi còn phát hiện ra một vấn đề mới. Nói ra nghe xem. Tôi phát hiện một đại gia trang ở bên ngoài vẫn muốn can thiệp vào kết quả. Hơn nữa còn dùng rất nhiều tiền. Chú, cháu có quà tặng cho chú. Hôm nay đâu phải sinh nhật của chú. Sao lại tặng quà? Không phải cháu lần đầu tiên nhận lương trong đời à? Nên cháu muốn mua một món quà để tặng cho chú. Cảm ơn chú. Có tâm rồi. To quá, quà gì vậy? Mở ra xem đi. Được rồi. Vậy xem tiền lương mà nhà tổng phát cho tiểu hạ nhà chúng ta là bao nhiêu. Có đủ không? Gối dựa à? Sư phụ nói rồi, quà tâm ý là quan trọng. Ghế của công ty chú quá to, chắc chắn không thoải mái. Vì vậy cháu mới đặc biệt mua gối dựa. Sau này chú dựa vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Được rồi, gối dựa. Dựa vào không còn âu lo. Đúng, cháu chính là ý này. Được rồi, nhận. Cảm ơn. Nướng xong rồi, mau quay lại ăn đi. Được rồi, em tới ngay. Nhạc huynh, vừa nãy cậu hỏi tôi cái gì mới quan trọng. Cậu xem, chúng ta có thể giống như người nhà mãi mãi bên nhau. Chú, mau qua đây. Qua đi, qua đi. Tới ngay. Nướng gì vậy? Ngon lắm. Chú thử xem. Nào, thử đi. Bỏ muối ớt chưa?